Chào các bạn, phía trước mặt các bạn là công viên có tên là Central Park, nằm kế bên cạnh tòa nhà cao nhất Sài Gòn, tòa nhà Landmark 81. Tập đoàn Vingroup đã đầu tư 500 tỷ để tạo lập công viên này, và nó có diện tích là 1,4 hectare nằm kế bên cạnh sông Sài Gòn. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi một vòng tham quan công viên Central Park. Như các bạn có thể thấy là ở đây họ trồng rất nhiều cây trà là ha. Các lối đi ở đây uốn lượn khá là đẹp nha bạn. Tuy nhiên là cây xanh thì không có nhiều bóng mát lắm. Do đó buổi trưa khá là nắng, chiều tối mình nghĩ sao tốt hơn, hoặc là buổi sáng sớm. Loại cây thứ hai được trồng nhiều ở đây là cây lộc vần nha bạn ha. Lộc vần thì có chùm hoa màu đỏ. Ở đây có thêm một cây cầu nữa. Phía bên đó là bờ sông Sài Gòn các bạn ha, mình sẽ ra ngoài. Nhìn chung thì công viên này ít có trồng hoa các bạn ha. Và một số hạng mục vẫn chưa hoàn thành. Ví dụ như ở đây nè. Sông Sài Gòn.
Vườn nướng này chỉ dành cho cư dân của khu đô thị Vinhome Central Park. Mình nghĩ khu vực này chính là khu vực nướng thức ăn nè. Ở bên kia có chú kia đang chơi golf. Công viên này ôm dọc theo bờ sông Sài Gòn khoảng độ 1,4 cây số nha mấy bạn. Xa xa là tòa nhà Bitexco. Đây là khu vực nhà vệ sinh mấy bạn. Sạch sẽ và sang trọng.
Trước mặt các bạn là một cây vạn niên tùng cổ thụ. Rất là nhiều cá koi, nước trong xanh. Công viên này mang dáng dấp của một cái khu vườn Nhật Bản. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.